Thưa quý vị, hiện nay tại Việt Nam, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe đang có những bước phát triển mạnh. Điều này không chỉ giúp các bệnh viện sắp xếp được thời gian, công việc một cách chính xác và hợp lý, mà còn giúp cho bệnh viện chủ động công tác chăm sóc bệnh nhân, điều trị chính xác, hạn chế sai sót trong y khoa nhờ y tế thông minh trong thời đại 4.0. Chỉ trong vòng 37 giây, bệnh nhân này có thể dễ dàng và nhanh chóng đăng ký khám bệnh thông qua kiosk điện tử đặt tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng từ khi bệnh viện này áp dụng phần mềm hóa đơn điện tử trên website đã tiết kiệm được chi phí in ấn hóa đơn, như năm 2016 cắt giảm được 214 triệu đồng, đồng thời dễ dàng công khai, minh bạch, rõ ràng với cơ quan thuế. Đối với người bệnh, lấy hóa đơn giá trị gia tăng mọi lúc, mọi nơi. Hay phần mềm bệnh án điện tử, mỗi năm bệnh viện tiết kiệm được 1,2 tiền tỷ thuê kho lưu trữ. Các tiện ích này khiến cả bác sĩ và bệnh nhân bớt được gánh nặng y tế so với cách hoạt động truyền thống trước đây. Bệnh nhân đến với bệnh viện chúng ta thì ngoài cái việc mà nâng cao cái chất lượng điều trị hết bệnh cho người bệnh thì phải nói rằng đem lại cái dịch vụ tiện ích cho người bệnh. Ví dụ như cái việc mà đăng ký khám bệnh thì chúng ta làm sao đó ứng dụng công nghệ thông tin vào để đem lại cái tiện ích cho bệnh nhân khi đăng ký khám bệnh được dễ dàng, thuận lợi, giảm được cái thời gian chờ đợi của bệnh, cũng như cái việc mà thanh toán xuất viện, chúng ta ứng dụng công nghệ 4.0 làm sao đó để cho bệnh nhân được là thanh toán viện phí mọi lúc mọi nơi. Nằm trong khuôn khổ của chương trình triển lãm thiết bị y tế quốc tế năm 2018, các chuyên gia đầu ngành về y tế và công nghệ thông tin đã có những chia sẻ về tầm quan trọng của y tế thông minh. Đồng thời, nhiều đơn vị sở hữu các nền tảng y tế thông minh trên thế giới đã đến để chia sẻ kinh nghiệm của mình. Công nghệ thông tin nó giúp chúng ta cải cách hành chính, giúp chúng ta đơn giản hóa các thủ tục, người dân dễ dàng tiếp cận đến bác sĩ, tiếp cận với giải thuốc nó dễ hơn. Ở đây thì ứng dụng công nghệ trong y tế nó có rất là nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực khác nhau. Nay thì cũng có rất nhiều các cái phần mềm, chúng tôi cũng hướng tới xây dựng các cái phần mềm cảnh báo dịch để cho người dân mà dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ y tế được rất là tốt và cái chất lượng nó cũng được cao và các cái sai sót y khoa nó cũng được giảm thiểu tối thiểu. Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý bệnh viện để giảm thiểu thời gian chờ đợi và thực hiện chữa trị trong thời gian sớm nhất và ngắn nhất, tiết kiệm thời gian quản lý cho bệnh viện. Tuy nhiên theo tôi cần phải hoàn thiện cơ sở công nghệ thông tin hạ tầng để đảm bảo thông tin cho khách hàng. Tuy nhiên, một thực tế cho thấy rằng hiện nay ở nước ta, người dân vẫn chưa hình thành được thói quen sử dụng các tiện ích mà các bệnh viện và ngành công nghệ thông tin đang có. Đơn cử, việc đặt lịch khám trên website, sử dụng thanh toán bằng thẻ bệnh viện, in xuất hóa đơn bằng phần mềm thanh toán viện phí. Chính vì vậy, việc thay đổi thói quen không chỉ cần có sự nỗ lực của các ngành mà còn cần giúp người dân nhận thức được tầm quan trọng của y tế thông minh đối với sức khỏe mình.